chào các bạn, chào mừng các bạn đến với cái bài học tiếp theo. Bài học này chúng ta sẽ học tiếp tục về một cái công cụ tiếp theo rất là tuyệt vời trong mô hình về Operational Excellence. Công cụ này tên của nó là High Performance Workplace, tiếng Việt gọi là xây dựng môi trường làm việc hiệu quả cao. Thì trong này nó có từ là môi trường làm việc hiệu quả cao. Như vậy á, là chúng ta sẽ hiểu là môi trường làm việc nó gồm những cái gì, đúng không? Như vậy môi trường làm việc ở đây đầu tiên là liên quan tới vấn đề về nhân sự, đúng không? Như vậy chúng ta sẽ có những cái công cụ, những cái phương pháp nào để cho cái người nhân viên chúng ta làm việc tốt hơn. Thì cái này nó bao gồm trong suốt quá trình của nhân sự, bao gồm vấn đề về tuyển dụng, đúng không? Tuyển và dụng. Sau đó vấn đề về đào tạo và phát triển nhân tài, hướng dẫn đào tạo hội nhập, đào tạo nhân viên, lộ trình công dân, phát triển năng lực, xây dựng khung năng lực, kế hoạch đào tạo. Và sau đó đi tới vấn đề về lương thưởng phúc lợi, chính sách lương như thế nào, chính sách phúc lợi như thế nào, về quản trị tài năng ra sao và xây dựng đội ngũ kế thừa như thế nào. Thì đây là một cái bộ giải pháp toàn diện đi từ đầu tới cuối của một người nhân viên. Được hiểu nôm na là khi một người nhân viên họ ở góc độ từ staff, từ nhân viên lên tới một vị trí cao nhất trong doanh nghiệp là vị trí CEO, thì họ cần phải làm gì để làm sao cho nó tối ưu. Thì đó là những cái vấn đề liên quan tới nhân sự. Vấn đề số 2 liên quan tới môi trường làm việc hiệu quả cao, đó chính là vấn đề về hệ thống và quy trình. Thì đây chúng ta sẽ nghe thấy một số cái vấn đề về hệ thống quy trình. Chúng ta cần phải làm một cái quy trình vận hành chuẩn, chúng ta phải làm một cái hướng dẫn công việc, chúng ta phải làm một cái hướng dẫn giải quyết sự cố, hay là chúng ta phải xây dựng những cái bài học một điểm. Hay là một số người sẽ nghe nói nhiều về các hệ thống về ISO, các hệ thống về chuẩn hóa. Thì thực ra tất cả những công cụ như vậy, tất cả các thức như vậy, nó sẽ giúp chúng ta xây dựng được một cái hệ thống và quy trình. Thì hệ thống và quy trình là một phần trong cái môi trường làm việc hiệu quả cao. Cái mà thứ ba là cái phần mà rất đặc biệt trong môi trường làm việc hiệu quả cao, đó chính là văn hóa doanh nghiệp. Thì văn hóa doanh nghiệp ở đây bao gồm là về tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi, một văn hóa ứng xử COC, xây dựng văn hóa doanh nghiệp như thế nào, và chúng ta dẫn dắt người khác bằng văn hóa. Và đi thêm tới một số phần khác, một số chính sách về đo lường như là KPIs, cái hệ thống quản trị mục tiêu. Và chúng ta sẽ đi tới một số cái công cụ về lương thưởng phúc lợi, chính sách như thế nào, về cây gậy và củ cà rốt, chính sách lương cho nhân viên. Thì đây là một số cái phần trong cái môi trường làm việc hiệu quả cao. Thì thông thường á, trong mô hình về vận hành xuất sắc Operational Excellence, người ta quan tâm rất nhiều về mặt operation. Thì trong operation này á, rất nhiều người nghĩ rằng là về tầm nhìn, sứ mệnh hay chiến lược sẽ đóng góp vai trò lớn. Nhưng thật ra như thế này, chúng ta có hơn 50% yếu tố quyết định thành công cho một doanh nghiệp vận hành tối ưu là liên quan tới môi trường làm việc hiệu quả cao. Và trong đó phần chiến lược á, nó sẽ đóng vai trò là 20%, đúng không? Và nếu mà 50% này chúng ta làm không tốt thì chúng ta sẵn khác gì chúng ta dương cung lên mà không bắn. Tức là chúng ta có một cái tầm nhìn, chúng ta có một cái mục tiêu và chúng ta sẽ không có người thực hiện được nó. Thì đây là một cái phần vô cùng quan trọng trong môi trường làm việc hiện nay. Và rất nhiều công ty đã đầu tư rất nhiều tiền vào việc đào tạo, huấn luyện, phát triển nhân viên, đào tạo nhân viên làm cái việc là chuẩn hóa hệ thống quy trình hay là xây dựng hệ thống quy trình. Thậm chí là một số công ty là ứng dụng công nghệ để làm sao làm cái phần hệ thống quy trình để chuẩn hóa, để bớt cái phần phụ thuộc vào nguồn nhân lực. Thì đây là một trong những cái công cụ rất là tuyệt vời trong mô hình về Operational Excellence. Như vậy, trường đã giới thiệu cho các bạn công cụ số 3 trong mô hình này, bao gồm công cụ số 1 là về Lean, công cụ số 2 là về 6 Sigma, công cụ số 3 là về môi trường làm việc hiệu quả cao. Thì chi tiết trong từng công cụ này, trường sẽ giới thiệu cho các bạn ở trong các bài học tiếp theo.